Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ ngày 3 tháng 9. Trong video này, chúng ta sẽ cùng thảo luận về những diễn biến mới nhất vừa xảy ra tại Ukraine trong 24 giờ qua theo giờ địa phương. Bắt đầu với tiền tuyến Nam Donetsk, nơi mà theo như nhiều nguồn tin, quân đội Nga đã và đang phát động một chiến dịch tấn công mới nhắm vào Buleda. Trong video ngày hôm qua, chúng ta đã biết được rằng trước đây lữ đoàn nòng cốt của quân đội Ukraine chịu trách nhiệm cho việc bảo vệ khu vực này là lữ đoàn cơ giới hóa số 72. Nhưng tuy nhiên, gần đây thì sở chỉ huy Ukraine đã quyết định đưa họ về với hậu phương hoặc là tái điều phối đến một tiền tuyến nào đó, ví dụ như Kursk hoặc Pokrov. Địa điểm cụ thể thì đến giờ chúng ta vẫn chưa biết, chỉ biết là trên kênh Telegram chính thức của lữ đoàn này thì họ đã đưa lên một bài đăng với dòng chữ "Cảm ơn những siêu anh hùng vì đã tin vào những người Zaporizhia đen". Những người Zaporizhia đen ở đây chính là nickname của lữ đoàn. Vì bài đăng này nên sau đó đã nhiều kênh tin có đưa ra quan điểm rằng có vẻ như đến những thời khắc cuối cùng thì sở chỉ huy Ukraine đã quyết định không đưa lữ đoàn này đi nữa và giữ họ ở lại đây. Tiếp đó là đến quân đội Nga phát động chiến dịch mới. Tin tức đầu tiên mà chúng ta nhận được là từ một kênh tin thân Ukraine được đăng tải vào khoảng 11 giờ 30 phút trưa ngày hôm qua, nói rằng quân đội Nga đã và đang tấn công trực diện vào Buleda. Vài giờ sau, nhiều kênh tin thân của Nga cũng đã lên tiếng xác nhận việc này. Các hoạt động tấn công của lực lượng vũ trang Nga đã dẫn đến sự sụp đổ của một phần hệ thống phòng thủ lực lượng vũ trang Ukraine. Tại một số khu vực của thành phố, quân đội Ukraine đang rời bỏ vị trí của mình. Bài đăng này thì nói về Buleda, nhưng tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn chưa nhận được bất kỳ một video nào xác nhận cho các đợt tấn công của quân đội Nga nhắm vào thị trấn này. Tất cả những gì chúng ta có chỉ là video này được một kênh tin thân Ukraine đăng tải, cho thấy rằng khu định cư đã bị dội hỏa lực ác liệt. Có thể là lúc đó giao tranh đã và đang diễn ra, nhưng cũng có thể đây mới chỉ là các đợt dội hỏa lực làm tiền đề từ người Nga mà thôi. Trong trường hợp quân đội Nga chiếm được Buleda một cách nhanh chóng, thì thảm họa thực sự sẽ đến đối với quân đội Ukraine. Đừng quên rằng cách đây vài hôm, chúng ta còn nhận được tin tức cho biết quân đội Nga đã tiến sâu hơn về phía Vuryana. Cộng với mũi tấn công hiện tại nhắm vào Buleda, người ta hiểu rằng người Nga đang muốn tạo ra thế gọng kìm đối với khu vực mỏ than nằm ở giữa này, từ đó ép cho quân đội Ukraine phải rút lui thật nhanh. Ngoài ra, chúng ta còn có một video nữa cho thấy mỏ than nằm ở phía tây Vuryana tiếp tục bị dội hỏa lực. Và tổng kết lại, hãy cùng tiếp tục chờ đợi những tin tức mới. Đây là một cuộc chiến rất quan trọng, và nếu như quân đội Nga mà là bên giành được chiến thắng thì mình sẽ lại có thể nói câu là phải không biết đến đâu thì quân đội Ukraine mới có thể dừng chân được kẻ địch của họ. Nói qua một chút về Kharkov, các kênh tin trong ngày hôm qua thì cho biết quân đội Nga đã dội hỏa lực cực kỳ ác liệt vào thị trấn. Vài người thậm chí còn nói là chưa bao giờ mà người Nga dội hỏa lực vào thị trấn này ác liệt đến như vậy. Đối với video thì chúng ta chỉ có một người đàn ông đang ngồi câu cá và quay lại video thì đã vô tình bắt được khoảnh khắc có một quả bom FAB phát nổ bên trong khu định cư. Cùng chờ thêm những video mới để ta có thể hiểu rõ hơn về tình hình. Di chuyển đến Masi Milianivka, trong ngày hôm qua chúng ta đã cùng thảo luận về video này. Nó được đăng tải bởi lữ đoàn số 46 cho thấy quân đội Nga thực hiện một đợt tấn công nhắm vào thị trấn với rất nhiều tăng thiết giáp, và lữ đoàn này thì đang cố gắng chống trả bằng pháo binh cũng như máy bay không người lái. Một vài phân cảnh đã được xác minh vị trí, và trong đó có một phân cảnh đã xảy ra ở chính xác khu vực này ở trên hệ thống bản đồ. Tất nhiên là vì video là do quân đội Ukraine đăng tải, cho nên chúng ta sẽ không thấy quá nhiều bước tiến của quân đội Nga. Nhưng tuy nhiên, ta vẫn biết được rằng mục tiêu của người Nga là giờ đây sẽ là tiến sát về khu vực ở phía tây thị trấn. Di chuyển đến Krasnodarivka, trong ngày hôm nay, chúng ta đã nhận được một vài video từ phía quân đội Ukraine cho thấy họ sử dụng máy bay không người lái để tấn công vào quân đội của Nga ở chính xác khu vực nông trại nằm ở phía tây thành phố. Nông trại này đã từng là vùng xám, nhưng giờ thì đã không còn nghi ngờ gì về việc quân đội Nga đã là phe chiếm được nó nữa. Dựa vào tình hình hiện tại, khả năng cao là quân đội Nga đang có ý định tiếp tục di chuyển theo đường sắt để hướng đến Hostov và đồng thời đánh lên khu vực phía tây bắc nhắm vào khu dân cư còn sót lại này. Tổng hợp lại tất cả những tin tức chúng ta vừa thảo luận, có lẽ mục tiêu trong dài hạn của quân đội Nga đang là chiếm được toàn bộ phần lãnh thổ nằm ở phía bên trong đường kẻ mà mình đang vạch ra. Đây giống như là mũi phía nam của thế trận gọng kìm mà người Nga đang muốn đặt vào khu vực cánh đồng nằm gần với Nenetsk. Nhưng đừng quên rằng, theo như nhiều nguồn tin thì quân đội Ukraine vẫn còn tới 3 lữ đoàn ở khu vực cánh đồng này.
Tất nhiên không phải là 3 lữ đoàn đầy đủ, nhưng kể cả có là một vài tiểu đoàn hay là trung đoàn thì số lượng quân binh vẫn là rất nhiều. Và việc chiếm được toàn bộ phạm vi nằm bên trong đường kẻ của mình chính là để người Nga thiết lập một mũi gọng kìm phía nam của họ. Giờ thì ta đã nói về mũi gọng kìm ở phía bắc, thuộc khu vực các khu định cư như là Haslit, Sinivka và Ukraine. Dù rằng cách đây vài hôm thì đã có nhiều kênh tin thông báo về việc quân đội Nga chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn Haslit, Sinivka. Nhưng tuy nhiên, đến giờ thì chúng ta vẫn chưa có bất kỳ một video nào xác minh cho việc này. Cụ thể, ý mình là ở đây là ở dòng sông Vovcha, nó chia khu định cư này ra làm hai phần. Phần bên trên thì chúng ta đã có video rồi, nhưng phần ở bên dưới dòng sông thì lại chưa có video nào cả. Vì thế mapper nào cũng đang để lại khu vực này là vùng xám. Thứ hai là do quân đội Ukraine đã kiểm soát, chứ không phải là do quân đội Nga. Chúng ta có một video ở Dolinivka. Trong video chính là lực lượng lữ đoàn cơ động hóa số 414, trực thuộc lực lượng vũ trang của Nga. Họ cắm được lá cờ của mình xuống nóc của một căn nhà trung tâm thị trấn, xác nhận rằng dưới kết quả của những đợt giao tranh thì người Nga đã kiểm soát hoàn toàn khu định cư này và toàn bộ các mapper cũng đã đều thay đổi hệ thống bản đồ. Vậy giờ thì mục tiêu tiếp theo của quân đội Nga sẽ chỉ còn là giải quyết nốt phần còn lại của Haslit, Sinivka, cạnh tranh Zelenopecher cũng như Zelenodrup ở phía nam. Với bên cạnh đó, trong ngày hôm qua thì có một vài mapper thân của Nga khá uy tín còn cho biết quân đội Nga đã tiến vào được khu vực phía bắc của Ukraine và họ cũng đã thay đổi lại bản đồ của mình. Tổng hợp lại toàn bộ các tin tức, chúng ta có thể đưa ra kết luận rằng mũi kìm ở phía bắc quân đội Nga sẽ bao gồm toàn bộ phạm vi nằm bên trong đường kẻ này của mình, bao gồm phía bắc Ukraine, Lysipka, Zelenopesek, Zelenodrup hay cũng như là Haslit, Sinivka. Trong trường hợp mà người Nga có được cả hai mũi kìm như mình vừa đề cập thì chắc chắn quân đội Ukraine sẽ gần như không có cơ hội nào để trốn thoát. Tất nhiên là người Nga vẫn sẽ để ra một vài kẽ hở để cho quân binh Ukraine rút lui. Cụ thể ở đây chính là khu vực xung quanh khu định cư Zoryan ở đây. Nhưng tuy nhiên phạm vi này cũng không phải là quá rộng, với khoảng cách từ mũi kìm phía bắc đến mũi kìm phía nam của quân đội Nga ở khu vực phía tây bắc Krasnorodivka chỉ rơi vào khoảng dưới 5 km. Như vậy nên là rõ ràng mọi thứ đều đã bị dội hỏa lực của người Nga kiểm soát, và ít nhất là quân đội Ukraine sẽ phải tổn thất tới 70% lực lượng ở khu vực cánh đồng này nếu như hoạt động sơ tán của họ không được thực hiện luôn bây giờ. Thực ra thì một vài nguồn tin có nói rằng quân đội Ukraine đã và đang thực hiện hoạt động này rồi. Tuy nhiên ta cũng không thể chắc chắn là họ đã đang nói thật hay là nói dối để giảm thiểu áp lực truyền thông lên lực lượng vũ trang Ukraine. Trong ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục nhận được rất nhiều video cho thấy máy bay không người lái của quân đội Nga tấn công vào các phương tiện cũng như là nhà kho của quân đội Ukraine ở khu vực lân cận Hienik, xác nhận rằng tuyến đường tiếp tế và hậu cần này của người Ukraine vẫn đang bị người Nga kiểm soát hoàn toàn. Di chuyển đến Selidov, trong ngày hôm nay chúng ta có một vài tin tức mà có thể xác nhận các bước tiến hiện tại của quân đội Nga. Tại sao mình lại nói như là có thể? Cùng xem video này nhé. Đây là một chiếc xe tăng, nhưng tuy nhiên ta chưa xác minh được là của phe nào. Nó đang đứng ở giữa khu vực giao thoa giữa đường sắt và tuyến đường giao thông, cụ thể là chính xác điểm này trên bản đồ, và đang tấn công vào một vị trí nào đó của kẻ địch. Có thể là vị trí của quân đội Ukraine, nhưng cũng có thể là vị trí của quân đội Nga. Vậy ít nhất là vào thời điểm video này được quay lại thì khu vực này đang tiếp xúc với đường giao tranh. Do đó, mình đã thay đổi lại hệ thống bản đồ một chút để chỉnh sửa vùng kiểm soát của cả hai phe tại đây. Và tiếp theo, ta sẽ đến với tin tức này từ một kênh tin Nga rất uy tín. Phải nhấn mạnh là rất uy tín, bởi họ cho biết rằng quân đội Nga đã thành công kiểm soát của phố Pavlova. Phóng to bản đồ lên thì chính là con phố này. Nó nằm ở khu vực phía nam của Selidov. Sau đó thì chúng ta tiếp tục nhận được bức hình này, và người đăng tải bức hình này lên nói rằng bức hình được chụp bởi một quân binh của Nga. Trong bức hình thì là một tấm biển, nó ghi là bệnh viện trung tâm Selidov, và bệnh viện này nằm ở đây trên bản đồ. Tất nhiên là chúng ta sẽ phải vẫn cẩn thận, vì họ nói như vậy nhưng trong bức hình, thứ duy nhất mà ta thấy là tấm biển, chứ không có lá cờ của quân đội Nga, cũng như không có sự hiện diện của bất kỳ một quân binh Nga nào. Dù sao đi nữa, trong trường hợp là tin tức này là đúng, thì quân đội Nga trong ngày hôm qua đã thành công chiếm thêm một khu vực đất rộng như thế này. Đây là một bước tiến khá đáng kể. Nhưng đến giờ thì chúng ta vẫn chưa có một video nào ở khu vực phía Bắc, cũng như ở bãi đổ thải gần với khu định cư. Ngoài ra thì cũng chưa biết tình trạng hiện tại của khu vực thành lũy, gồm nhiều tòa nhà cao tầng ở trung tâm thị trấn. Có thể là quân đội Ukraine đang dựa vào khu vực này để làm chỗ dựa cho việc phòng thủ. Và tiệu chung lại, cứ cho là quân đội Ukraine đã thành công ổn định lại tình hình ở đây một chút, do họ đã đưa một vài đơn vị ở Nam Donetsk về Pokrov để chi viện. Nhưng tuy nhiên việc này cũng đang tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, khi mà Nam Donetsk giờ mới đang là lỗ hổng và quân đội Nga hoàn toàn có thể tận dụng khoảnh khắc này để chộp lấy Vuleda.
Nói qua về Rodivka, nhiều mapper thân của Nga hiện tại thì cho rằng khu định cư này đã bị quân đội Nga kiểm soát hoàn toàn. Nhưng tuy nhiên, đối với mapper thân Ukraine Deep State Map thì bản đồ của họ mới chỉ cho thấy quân đội Nga chiếm được khoảng 30% thị trấn mà thôi. Ngoài ra thì chúng ta có một video đã cho thấy quân đội Nga sử dụng máy bay không người lái tấn công các phương tiện của quân đội Ukraine đang di chuyển dọc theo cung đường giao thông dẫn đến khu định cư này. Di chuyển đến khu vực thành thị Torez, dựa vào những tin tức mà chúng ta nhận được gần đây, có thể đưa ra kết luận rằng quân đội Ukraine trong tuần qua thực sự đã cản bước được quân đội Nga và ổn định lại tình hình, với việc người Nga chưa thể tiến sâu hơn và giờ thì họ đang tìm cách bao vây khu vực này từ ba hướng là Bắc, Đông và Nam. Một vài mapper thân Nga thì cho biết quân đội Nga đã hoàn tất công cuộc kiểm soát toàn bộ rút 3 và nếu như tin tức này là chính xác thì chỉ trong một vài ngày nữa thôi, Bộ Quốc phòng Nga sẽ đưa ra thông báo về việc này. Bên cạnh đó thì chúng ta còn nhận được tin tức cho biết người Nga sau đó đã tiếp tục di chuyển dọc theo đường sắt và giao tranh hiện tại đang diễn ra rất khốc liệt ở hai khu định cư là Dachnya và Dichlivka. Trong trường hợp mà quân đội Nga chiếm được cả hai khu định cư này thì họ sẽ đủ gần để có thể với hỏa lực lên tuyến đường, có thể nói là huyết mạch hậu cần của quân đội Ukraine đến Torez. Chính là cung đường này, nó sẽ dẫn đến Kostiantynivka ở phía Bắc và lúc đó thì ta sẽ có thể đếm ngày mà toàn bộ khu vực thành thị Torez sụp đổ. Đối với Chashipya thì trong ngày hôm nay chúng ta không nhận được tin tức gì mới ngoài một đợt dội hỏa lực thông thường. Nhưng tuy nhiên, điều này đôi khi lại có nghĩa rằng là chỉ trong một vài ngày tới thôi, đột nhiên sẽ có những tin tức cho biết quân đội Nga sẽ tiến được rất sâu vào bên trong các vùng kiểm soát của quân đội Ukraine. Vì thế hãy cùng tiếp tục chờ đợi. Di chuyển đến mặt trận Siversk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga dưới kết quả của những đợt tấn công xuất sắc đã thành công kiểm soát được toàn bộ Vyimka. Đây là một khu định cư nằm ở ngay gần đường sắt. Để ý một chút thì từ khu định cư này cho đến những con phố đầu tiên của Siversk, quân đội Ukraine không còn bất kỳ một phòng tuyến hay là khu định cư nào khác chắn ngang nữa. Tất cả chỉ là đống đất trống và người Nga giờ chỉ còn cách Siversk chưa đến 5 km mà thôi. Đối với tiền tuyến Pokrov thì quân đội Nga đã rất thành công trong việc tấn công dọc theo đường sắt. Vì thế mình nghĩ với kinh nghiệm sẵn có thì họ cũng sẽ sử dụng chiến thuật tương tự ở mặt trận này. Nói cách khác là trong thời gian tới người Nga sẽ cố gắng dấn sâu hơn và chiếm thêm một vùng lãnh thổ như thế này. Từ đó chia đôi khu vực này ra làm hai phần và tạo thêm nhiều cái nồi hầm mới. Đừng quên rằng Fedorivka và Perezhna hiện tại cũng đã bị tấn công. Áp lực thì đang ngày càng gia tăng theo từng ngày đến từ quân đội Nga và cuộc chiến cho thành phố Siversk có thể bắt đầu sớm hơn ta tưởng rất nhiều. Di chuyển đến phía bắc tiền tuyến Kupiansk, chúng ta nhận được một video ở khu vực phía tây nam Pichana cho thấy quân đội Ukraine sử dụng máy bay không người lái để tấn công vào quân đội Nga. Nó xác nhận rằng người Nga đã mở rộng hơn nữa phạm vi kiểm soát. Nhưng chưa hết, theo một vài mapper thì quân đội Nga thậm chí đã dấn sâu hơn xuống phía nam và thành công kiểm soát trực tiếp cung đường giao thông này. Với cung đường giao thông nối liền với Kruzliavkika với Berestov và theo như nhiều bên thì người Nga sẽ còn dấn sâu hơn nữa để họ có thể thiết lập một cái nồi hầm quân Ukraine nằm ở khu vực đất trống thuộc phạm vi các khu định cư là Stelmachivka, Berestov và Pichana. Khu vực này từng được lữ đoàn không vận số 77 phụ trách. Nhưng tuy nhiên, gần đây chúng ta có tin tức cho biết họ đã mất đi khả năng chiến đấu và đã được đưa về hậu phương để hồi phục lực lượng, cho nên mới dẫn tới hàng loạt những bước tiến của quân đội Nga trong những ngày vừa qua. Tiếp theo ta sẽ nói về cuộc đấu pháo giữa hai thành phố lớn là Belgorod và Kharkiv. Quân đội Ukraine trong ngày hôm qua thì đã liên tục sử dụng tên lửa phóng loạt tấn công trực diện vào Belgorod. Điểm đáng chú ý ở đây là họ đã không nhắm vào bất kỳ mục tiêu cụ thể nào mà chỉ cố gắng phá hủy càng nhiều thứ càng tốt. Để đáp trả thì quân đội Nga trong ngày hôm qua cũng đã dội hỏa lực vào Kharkiv. Nhưng tuy nhiên sự khác biệt là họ có rất nhiều những pha nhắm mục tiêu chính xác bằng tên lửa Iskander. Một vài nguồn tin cho biết rằng người Nga đã thành công phá hủy một vài kho chứa, điểm đóng quân cũng như là trụ sở của lữ đoàn Azov số 3 ở khu vực lân cận cung thể thao Kharkiv. Ngoài ra còn có video này và vẫn là tên lửa Iskander. Lần này thì quân đội Nga đã nhắm vào một kho chứa ở gần một nhà máy phát điện nằm ở phía đông nam. Ta có thể thấy phần mái của nhà kho này đã bị phá hủy và lộ ở bên trong là rất nhiều tăng thiết giáp của quân đội Ukraine. Trong ngày hôm qua thì chúng ta đang thảo luận về tin tức này và quân đội Ukraine gần đây đang cố gắng đưa bớt một vài đơn vị của họ ở khu vực Sumy về với lại tiền tuyến Pokrov. Phục vụ cho việc vận chuyển thì họ đã sử dụng xe tải quân sự chở theo hàng loạt trang thiết bị, vũ khí cũng như tăng thiết giáp được viện trợ từ phương Tây. Một số trong những đợt điều quân này đã bị người Nga phát hiện và dưới sức công phá của tận 4 quả tên lửa Iskander, trong đó 3 quả mang theo đầu đạn chùm
và một quả đầu đạn có sức công phá lớn. Toàn bộ đoàn xe tải này đã bị xóa sổ hoàn toàn. Di chuyển đến tiền tuyến Kursk, trong ngày hôm nay thì ta có một vài thay đổi nhỏ trên mặt đất. Đầu tiên là một vài mapper thân của Nga cho biết quân đội Ukraine đã mở rộng phạm vi kiểm soát ở khu vực lân cận Nechev. Ngoài ra, dựa theo một video được quân đội Nga đăng tải, quân đội Ukraine đã thành công tiến vào bên trong khu định cư là Pogrebki. Ta có thể quan sát được máy bay không người lái của quân đội Nga tấn công vào các vị trí cũng như là các thiết bị của quân đội Ukraine. Có một vài điều mà mình thắc mắc, một là không biết quân đội Ukraine có kiểm soát toàn bộ khu định cư này hay không, và hai là tình trạng hiện tại của những khu định cư nằm ở phía nam, ví dụ như Nova Sorochina, Stareya Sorochina và Kruglenkoe. Có hai trường hợp, một là người Ukraine đã thành công chiếm được toàn bộ phần lãnh thổ nằm bên phải đường kẻ này của mình. Hai là họ đã tấn công vào Pogrebki từ khu vực cánh đồng này để cố gắng tạo ra thế bao vây quân đội Nga. Hãy cùng chờ đợi thêm tin tức bổ sung để ta có thể hiểu rõ hơn tình hình, rồi sau đó sẽ tiếp tục thay đổi lại hệ thống bản đồ. Giờ thì mình muốn ta cùng bàn luận về một thứ khác cũng khá quan trọng. Hiện tại thì nhiều người cho rằng lý do chính dẫn đến sự thất bại của quân đội Ukraine ở vùng Kursk cũng như tiền tuyến Pokrovsk là do họ nghĩ rằng nếu như họ đánh vào Kursk thì quân đội Nga sẽ buộc phải đưa quân từ Pokrovsk đến Kursk để viện trợ. Nhưng tuy nhiên quân đội Nga thì đã, đang và sẽ không làm điều này trong tương lai. Và thậm chí họ còn đưa thêm một vài nhóm quân mới đến Pokrovsk cũng như Nam Donetsk để đẩy mạnh áp lực hơn nữa. Bạn cần phải hiểu điều này. Vấn đề là đây không phải là do chiến thuật mà Tổng tư lệnh Zelensky đưa ra, tức là ông không nên là người đứng mũi chịu sào. Bên đầu tiên mà phải chịu trách nhiệm cho việc này trước hết là về các cơ quan tình báo của NATO và phương Tây. Điển hình ở đây là Mỹ và của Anh. Vấn đề mà đến tận bây giờ các đồng minh của Ukraine mới nhận ra đó là trong suốt quá trình chiến dịch Kursk và chiến dịch hướng về Pokrovsk của cả hai phe được diễn ra. Vào thời điểm ban đầu thì các cơ quan tình báo không hề xác định được chính xác quy mô thực sự của quân đội Nga. Chỉ cho đến bây giờ, sau một khoảng thời gian dài thì Ukraine và các đồng minh mới nhận ra là số lượng quân Nga tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt là lớn hơn rất nhiều so với những gì họ tưởng tượng. Tất nhiên là con số chính xác thì ta không có, mà chỉ biết rằng nó lớn hơn khoảng 1,5 cho đến 1,6 lần con số mà phương Tây suy đoán. Điều này không chỉ cho thấy khả năng bảo mật của Nga khác hẳn phong cách chuyên truyền thông của Kiev, mà còn cho thấy tiềm lực khổng lồ của Moscow. Nó hơn rất nhiều những gì phương Tây có thể suy đoán. Và ví như tuyên bố Tổng thống Mỹ Joe Biden ngay ở đầu cuộc chiến đã nói rằng nền kinh tế Nga sẽ sụp đổ, rồi đồng rúp của Nga sẽ vứt vào xỏ rác chỉ trong vài tháng. Thế nhưng thời gian thì đang trả lời tất cả. Và đó là tất cả những gì thông tin trong video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.